chuẩn hả mày? Hiểu nè, hiểu nè, hiểu nè. Ủa sao tiền lung tung vậy nè? Ai mà chơi kỳ vậy? Hồi nãy anh nhớ lên xe, anh xuống xe anh khóa đàng hoàng rồi mà sao kỳ cục vậy? Em không biết đâu. Coi coi kiểm tra coi còn gì nữa không, có mất gì nữa không? Tiền vẫn còn hả? Anh, tiền thì còn mà thẻ mất hết trơn rồi. Kỳ vậy, ai vậy? Trời ơi, em không biết đâu. Rõ ràng anh xuống xe, anh khóa cửa. Bây giờ bực mình quá à. Đủ tiện nghi quá ha.
ăn lắm. Ở đây ăn ngon quá à. Bữa nào anh dẫn em đi nữa nha. Cưng quá à. Mình đi đi anh. Ủa anh, sao anh bị sao vậy nè? Ủa sao tiền lung tung vậy nè? Ai mà chơi kỳ vậy? Hồi nãy anh nhớ lên xe, anh xuống xe anh khóa đàng hoàng rồi mà sao kỳ cục vậy? Em không biết đâu. Coi kiểm tra coi còn gì nữa không, có mất gì nữa không? Tiền vẫn còn hả anh? Tiền thì còn mà thẻ mất hết trơn rồi. Kỳ vậy, ai vậy? Trời ơi, em không biết đâu. Rõ ràng anh xuống xe anh khóa cửa, bây giờ bực mình quá à. Trời ơi, ai thả con ra vậy nè? Hả? Ai thả ra? Hả? Trời ơi, cái gì vậy nè? Trời ơi, con vô đây coi. Là con phải không? Phải không? Con làm vậy phải không?